Tin bóng đá tối ngày 11 tháng 10, Ronaldo dằn mặt Cassano khi bị loại khỏi top 10. Trong một podcast gần đây của BSMT, Cassano đã tiết lộ nhận được một tin nhắn từ số điện thoại có mã cộng 34, được cho là từ chính Cristiano Ronaldo gửi tới anh. Nội dung tin nhắn là danh sách chi tiết các thành tựu và danh hiệu của siêu sao người Bồ Đào Nha đã đạt được trong sự nghiệp. Cassano cho biết: "Sau khi tôi nói rằng Ronaldo không nằm trong top 10 cầu thủ xuất sắc nhất của tôi nhận được tin nhắn từ một số có mã cộng 34. Đó là anh ấy, Ronaldo, liệt kê tất cả các danh hiệu mà anh ấy đã giành được. Anh ấy còn gửi thêm một tin nhắn thoại và nói rằng tôi đã không tôn trọng anh." Đây không phải lần đầu tiên Cassano tiết lộ rằng Ronaldo đã liên lạc với anh với những lời chỉ trích. Vào năm 2021, trong một buổi trò chuyện trên kênh Twitch của Tristan Vieri, Cassano cũng chia sẻ rằng Ronaldo đã nhắn tin và yêu cầu anh phải tôn trọng những thành tích mà mình đạt được, cả về danh hiệu lẫn số lượng bàn thắng. Cassano lúc đó cho biết: "Ronaldo đã nhắn tin cho tôi. Anh ấy nói rằng tôi cần phải tôn trọng những danh hiệu và bàn thắng mà anh ấy đã ghi được." Ban lãnh đạo MU mâu thuẫn vì Ten Hag. Ban lãnh đạo MU đã gặp nhau tại London vào thứ Ba theo giờ địa phương, với chủ đề tương lai của huấn luyện viên người Lan được ưu tiên thảo luận. Sir Jim Ratcliffe tham gia cuộc họp cùng với đồng chủ sở hữu Joan Glazer, giám đốc điều hành Omar Merada, giám đốc thể thao Dan Ashworth, giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox và giám đốc Sir Dave Bransford. Ratcliffe yêu cầu ban lãnh đạo bóng đá của MU đưa tất cả các kịch bản tiềm năng cho tương lai của Erik Ten Hag. Điều này bao gồm việc ai sẽ thay thế Ten Hag nếu ông bị sa thải. The Independent tin rằng một thành viên ban lãnh đạo đã đưa ra đề xuất sa thải Ten Hag với một lập luận mạnh mẽ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị những người khác phản đối. Một trong những ý kiến nổi bật bảo vệ Ten Hag là quá trình thay đổi của ông thầy người Hà Lan vẫn được coi là đang ở giai đoạn đầu. Ngoài ra, tổn thất về tài chính là điều cần bàn đến. Nếu Ten Hag bị sa thải, điều đó sẽ khiến MU mất 17,5 triệu bảng tiền bồi thường do bản hợp đồng mới mà ông vừa ký vào tháng 6. John Stones bất bình với đồng đội. Ở trận tiếp Hy Lạp, John Stones vinh dự được điều bằng đội trưởng đội tuyển Anh vì Harry Kane vắng mặt. Tuy nhiên, trung vệ của Man City đã rất thất vọng sau tiếng còi mãn cuộc tại Wembley. Cựu sao Everton thừa nhận tam sư nhận thất bại vì chơi kém hơn Hy Lạp. Không hài lòng với những gì đồng đội thể hiện, Stones nói: "Thật sự thất vọng, thật khó để diễn tả thành lời. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu như bình thường nhưng không thành công. Đội tuyển Anh phải thừa nhận Hy Lạp chơi tốt hơn. Ngay từ đầu, họ đã gây áp lực cho chúng tôi. Chúng tôi gặp khó khăn trong việc thoát khỏi thế phòng ngự và luân chuyển bóng lên tuyến trên. Thật đáng thất vọng. Như huấn luyện viên Casley đã nói, chúng tôi phải thể hiện, tự gánh vác trách nhiệm và tiếp tục làm việc. Nhưng toàn đội đã không làm được. Anh đã không tạo ra đủ số cơ hội. Chúng tôi tấn công rời rạc. Nhiều pha phản công mà cá nhân tôi không hài lòng. Giờ là lúc đội cần phải nhìn lại mình và tiến lên phía trước." Cổ động viên Saudi Arabi phẫn nộ với huấn luyện viên Mancini. Thất bại 0-2 trước Nhật Bản trên sân nhà vào rạng sáng ngày 11 tháng 10 khiến Saudi Arabi rớt xuống vị trí thứ 3 bảng C vòng loại World Cup 2026. Trước khi vòng loại 3 khởi tranh, quốc gia này được kỳ vọng sẽ cạnh tranh song phẳng với Nhật Bản cho tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup. Kết quả đáng thất vọng này khiến cho huấn luyện viên Roberto Mancini nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, thậm chí đã xuất hiện những ý kiến đòi sa thải nhà cầm quân người Ý. Một cổ động viên thậm chí bức xúc cho biết: "Chiến thuật của huấn luyện viên Roberto Mancini đã lỗi thời, không phù hợp với tuyển Saudi Arabi." Một cổ động viên khác bày tỏ: "Tôi không thấy tương lai nào cho chúng ta nếu như Mancini tiếp tục cầm quân." Huấn luyện viên Mancini còn hợp đồng với Saudi Arabi đến năm 2017. AP tiết lộ, chiến lược gia Italia nhận mức lương 27 triệu USD mỗi năm. Trước mắt, tuyển Saudi Arabi vẫn còn trận đấu với Bahrain ở gym FIFA Day tháng 10 này để hy vọng giành một kết quả tốt, qua đó làm xoa dịu sự phẫn nộ của các cổ động viên. Klopp đi đêm với Red Bull khi còn dẫn dắt Liverpool. Cách đây ít ngày, huấn luyện viên Jürgen Klopp được bổ nhiệm làm giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull. Chiến lược gia người Đức sẽ chính thức đảm nhận công việc này vào ngày 1 tháng 1 năm sau. Vai trò này yêu cầu Jürgen Klopp phải chịu trách nhiệm quản lý mạng lưới quốc tế của tất cả các đội bóng trực thuộc Red Bull, bao gồm Leipzig, Đức, Sandburg, Áo và New York Red Bull, Mỹ. Nhà cầm quân 57 tuổi sẽ cố vấn cho các câu lạc bộ về vấn đề huấn luyện, chiến lược bóng đá, phát triển và chuyển nhượng cầu thủ. Klopp đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi chia tay Liverpool vào cuối mùa giải trước. Mặc dù được nhiều đội bóng lớn săn đón, nhưng ông khẳng định chưa muốn tiếp tục sự nghiệp huấn luyện. Đáng chú ý, theo tiết lộ của tờ TZ Đức, Jürgen Klopp đã đặt thỏa thuận gia nhập Red Bull vào tháng 9 năm 2022 khi ông còn dẫn dắt Liverpool. TZ cho hay, Klopp đã tham dự một cuộc họp ở Sandburg với cố chủ tịch Red Bull Dietrich Mateschitz. Tại đây, ông Mateschitz đã thuyết phục Klopp trở thành giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull. Hai bên đi đến thống nhất rằng Jürgen Klopp sẽ chính thức làm việc từ tháng 1 năm 2025. Hansi Flick muốn tái hợp với trò cưng tại Barcelona. Hợp đồng của Joshua Kimmich với Bayern Munich sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm sau. Cho đến nay,
các cuộc đàm phán giữa đôi bên vẫn chưa đi tới đâu. Mặc dù theo tờ Bild, ưu tiên của Kimmich là ở lại Allianz Arena. Trong khi đó, tại Barcelona, Hansi Flick đang theo dõi sát sao tình hình của Kimmich, Bayern Munich, từng dẫn dắt Bayern và đội tuyển Đức. Hansi Flick biết rất rõ phẩm chất bóng đá của cậu học trò cưng. Flick muốn tăng cường chất lượng hàng tiền vệ Barca và không có gì ngạc nhiên, Kimmich là cái tên đứng đầu bảng danh sách chiêu mộ của ông. Kể từ khi Sergio Busquets rời đi vào năm 2023, Barcelona đang rất muốn kiếp đồng với một tiền vệ phòng ngự hàng đầu. Tuy nhiên, tình hình tài chính không tốt, cộng với các chế tài khắt khe với giới hạn chi tiêu của giải đấu, khiến câu lạc bộ xứ Catalan chấp nhận để trống vị trí quan trọng này. Nếu có thể sở hữu Kimmich theo dạng không đồng vào mùa hè 2025, đó sẽ là điều rất tuyệt vời cho Barca. Huyền thoại kêu gọi Mbappe lên tiếng sau ồn ào. Dù đã trở lại sau chấn thương đùi và có mặt cho hai trận đấu gần nhất của Real Madrid, Kylian Mbappe vẫn không tập trung của đội tuyển Pháp để tham dự loạt trận UEFA Nations League. Sự vắng mặt của Mbappe đã tạo nên một số tranh cãi ở Pháp, đặc biệt là khi anh là đội trưởng và vẫn chưa có lời giải thích cụ thể nào về lý do tại sao cựu sao PSG vắng mặt. Trao đổi xoay quanh vấn đề này, huyền thoại Vicente Lizarazu khẳng định việc Mbappe không tập trung của đội tuyển quốc gia là điều dễ hiểu sau những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng tiền đạo này nên giải thích rõ ràng về tình trạng của mình để tránh tạo ra tranh cãi. Nếu một cầu thủ đang trong tình trạng tâm lý và thể chất phức tạp, việc cậu ấy cần được nghỉ ngơi để quản lý sức khỏe tốt hơn là điều dễ hiểu. Dù có phải là đội trưởng hay không, thách thức ở đây là điều đó cần được giải thích rõ ràng với mọi người. Nhưng hiện tại thì không, và nó tạo ấn tượng rằng lập lờ không phải là ưu tiên hàng đầu. Đó không phải là một thông điệp hay. Osimhen càng thêm gần Chelsea. Sau khi bị Antonio Conte loại khỏi kế hoạch ở Napoli, Osimhen đã quyết định khoác áo Galatasaray theo dạng cho mượn. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có cuộc nói chuyện nào về tương lai của anh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Chelsea gần đây đã quyết định tái lập liên lạc với đội ngũ của tiền đạo này để nghiên cứu động thái chuyển nhượng vào tháng 1, theo Team Talk. Nguồn tin nói thêm rằng giá của Osimhen đã giảm đáng kể. Thật vậy, Chelsea hiện có thể kiếp đồng với anh với chỉ 63 triệu bảng. Chelsea vốn chưa mạnh tay cho những cái tên tấn công vào mùa hè, nhưng được kỳ vọng sẽ nắm bắt cơ hội vào mùa đông, nhất là khi giá của Osimhen không còn quá cao. Việc chuyển đến thi đấu tại giải đấu hàng đầu nước Anh được coi là giấc mơ đối với tiền đạo này. Anh sẽ nắm bắt cơ hội rời Galatasaray vào giữa mùa giải nếu có sự liên hệ từ Chelsea. Sự xuất hiện của Osimhen sẽ thúc đẩy đáng kể cơ hội lọt vào top 4 Premier League của Chelsea sau khởi đầu mạnh mẽ. Man United muốn có Randal Kolo Muani. PSG đã phải chi số tiền tổng cộng lên đến 95 triệu euro để kiếp đồng với Kolo Muani. Tuy nhiên, những gì họ thu về từ chân sút người Pháp là kém xa so với kỳ vọng. Dù sao, Kolo Muani vẫn được Quỷ Đỏ để mắt đến. Đội chủ sân Old Trafford rất cần một tiền đạo có kinh nghiệm và đã khẳng định được tài năng. Trong bối cảnh Rasmus Højlund và Joshua Zirkzee đều đang gặp khó khăn tại Old Trafford, Kolo Muani chưa thể hiện được phong độ tốt nhất trong áo PSG. Tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi vẫn được câu lạc bộ nước Pháp đánh giá cao. Theo Court Offside, khả năng anh ấy bị bán vào mùa đông sẽ là rất thấp và họ sẽ xem xét tình hình vào mùa hè 2025.